Những vấn đề tồn tại trong kỹ thuật canh tác hồ tiêu, nhất là khâu chăm bón chưa đúng sẽ khiến cây yếu, dễ phát sinh bệnh hại, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Đâu sẽ là giải pháp giúp hồ tiêu phát triển bền vững, từ đó quản lý sâu bệnh hại hiệu quả hơn cho vườn cây? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 20 tháng 2 năm 2022 với phần tư vấn của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.